Xin chào cả nhà đã tham gia được cái buổi live stream của Vivi trong ngày hôm nay. Hôm nay em rất là vui luôn khi tiếp tục được chăm sóc và được dưỡng da cho chị Trân. Thì chị Trân là khách hàng của bên em, chị đã điều trị được một lần công nghệ nano collagen làm căng bóng và mướt mát da rồi. Chị rất là hài lòng nha cả nhà. Cho nên hôm nay khi ghé tới lần hai á, em xin phép một cái chị Trân đồng ý liền luôn. Chị Trân rất là dễ thương nha cả nhà. Chị đồng ý là live stream với bên mình về cái hiệu quả của công nghệ nano collagen. Thì em xin phép cả nhà đây. Đây là cái hình ảnh của chị Trân trước khi mình làm công nghệ nano collagen. Và chị Trân mới làm được một lần thôi nha cả nhà. Một lần sau 15 ngày đúng không chị Trân ha? Dạ, hôm nay em thấy chị Trân ghé lại em sau 15 ngày em thấy rất là khác luôn. Cho nên là em xin phép chị Trân là cho em xin quay like để mình có thể chia sẻ cái niềm vui của mình với khách hàng đó. Em biết hôm trước đây da của chị nó bị xỉn màu á, rồi nó sạm, nó tối. Với lại cái nó độ cách ẩm của da nó không có, nó bị khô da. Nên thành ra khi mà chị biết được Vivi Thanh Mai này, chị điều trị cái nano collagen này thì bây giờ sau một cái buổi mà chị làm rồi á, thì chị thấy là da của chị nó mềm mịn nè, với lại căng bóng, với lại nó mượt nữa, với lại chị thấy giờ nó độ cấp ẩm nó cũng rất là tốt cho da nè. Thì gờ lên thì da nó căng rất là vui đúng không chị? Rất là mừng. Làm lần thứ hai. Dạ, rất là mừng cho sự cải thiện của mình luôn. Thì em sẽ mời bác chia sẻ một chút xíu về cái hiệu quả của nano cho cả nhà mình cùng nghe bác nha. Thì hiện tại là chị đã thực hiện cái việc sử dụng cái công nghệ đó là nano collagen. Thì đây là một công nghệ mà giúp để làm trẻ hóa da rất là tốt cho những cái làn da mà bị khô, bị nếp nhăn li ti trên da, và da nó có cái vấn đề là không có đều màu da. Thì khi mình đi công nghệ super nano collagen vào trong da đó, nó sẽ giúp cải thiện đó là về cái chất lượng da, về độ dày của da, làm da mình dày hơn. Nó sẽ nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, trong đó nó bao gồm rất nhiều cái dưỡng chất thành phần để mà làm tái tạo lại cái da của mình từ bên trong ra bên ngoài, làm da dày hơn, khỏe hơn, mịn màng hơn, căng bóng hơn, đẹp hơn. Và thứ hai là nó cũng giúp làm chống lão hóa, giống như cái nếp nhăn li ti vùng xung quanh mắt, những nếp nhăn ở trên da làm cho da mình rất là đẹp. Thì một công nghệ rất là giúp cho da khỏe mà trẻ hóa da rất là tốt. Dạ. Nên là hôm nay chắc là em sẽ không để chị phải chờ lâu nữa. Em mời mình nằm xuống để bác tiếp tục cái công nghệ làm đẹp da cho mình nha. Dạ, em mời mình nằm xuống ạ. Đó, như cả nhà mình nghe nha, bác chia sẻ là có rất là nhiều những cái hơn. Thì những cái hơn đó làm cho chị rất là hài lòng, mà chị ghé lại đi tiếp tục liệu trình điều trị. Thì cả nhà mình xem bác điều trị cho chị một chút xíu nha. Thì em có chia sẻ thêm đó là với công nghệ nano collagen này á, thì mình bao gồm rất là nhiều những cái thành phần thiết yếu và tốt cho làn da. Sau khi chúng ta sử dụng liệu trình này á, thì chúng ta có thể đạt được tối đa đó là tăng tới 256% collagen và elastin cho da luôn, và tăng kích thích nguyên bào sợi tới 147%. Hơn nữa nha, mình được giảm oxy hóa tới hơn 90%, và thật tuyệt vời luôn khi mà cái độ ẩm của mình nó tăng đến hơn 90%. Đó là điều mà hầu như là khách hàng nào cũng mong muốn hết á. Và cái điều tuyệt vời này á, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được mềm mịn này, được căng bóng này. Với những cái dưỡng chất này á, thì thực sự ra chúng ta cũng đang được ưu đãi trong cái gói này nha cả nhà nha. Cho nên đây là một cái sự đầu tư vô cùng tiết kiệm luôn, vừa được đẹp da nè, mà vừa thực sự là nó làm cho chúng ta tự tin hơn rất là nhiều với cái vẻ đẹp hiện tại nữa. Cho nên là cả nhà mình nhớ nha, còn chần chờ gì nữa, hãy bốc máy ngay lên và gọi cho BB Thanh Mai theo tổng đài miễn phí 1800 6617 để được tư vấn về tất cả các công nghệ làm đẹp da, vấn đề nào BB cũng có thể giải quyết cho cả nhà mình hết, và được đặt lịch miễn phí với lại bác sĩ nè. Miễn phí hết nha cả nhà, về tất cả các công nghệ luôn. Cả nhà mình gặp vấn đề gì bên em cũng sẽ điều trị vấn đề đó cho cả nhà. Cả nhà mình nhớ theo dõi BB ở những live stream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.